Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả kênh của Phi Tùng. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến tập 378 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ, Tiên Nghịch của tác giả Nhĩ Căn. Các bạn đừng quên ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe truyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Tập 378. Lại nói vào lúc này thì Vương Lâm mở mắt. Ngay khi mà Vương Lâm mở mắt ra, trên mi tâm của hắn đột nhiên xuất hiện một ấn ký hình tròn. Ấn ký này giống như hệt ấn ký trên mi tâm của người điên kia. Ấn ký này vừa xuất hiện lập tức khiến cho dòng máu mới được tạo ra trong cơ thể Vương Lâm như thể sôi trào lên, đột nhiên chuyển động dữ dội. Trong cơ thể Vương Lâm thì sức mạnh của huyết mạch và sức mạnh của đạo cổ vốn đang cân bằng. Một bên tuy bị áp chế nhưng mà vẫn chưa bị hủy diệt thì chung vẫn còn tồn tại. Nhưng mà sự xuất hiện của ấn ký này giống như là một mồi lửa báo hiệu cho một trận đại chiến, khiến cho sức mạnh của huyết mạch trong cơ thể Vương Lâm nổi lên ngập trời, hủy diệt sức mạnh của đạo cổ kia đi. Vì vậy mà sức mạnh của cổ thần và đạo cổ đang bị áp chế cũng bộc phát ra phản kích điên cuồng. Lấy thân thể Vương Lâm làm chiến trường trung tâm, khai chiến một trận chém giết sống còn. Sức mạnh của huyết mạch kia dù sao cũng là từ bên ngoài đến. Tuy đã dung hợp với cả Vương Lâm, nhưng mà cũng không thể so sánh với cả sức mạnh của cổ thần và đạo cổ đã theo Vương Lâm cả đời. Sự kịch liệt của trận chiến này đã đạt tới một trình độ cực kỳ là khủng bố. Tinh điểm cổ thần trên mi tâm Vương Lâm trong khoảnh khắc này ầm ầm tan vỡ. Bảy tinh điểm trực tiếp bị vỡ mất một viên, hóa thành một luồng cổ thần lực vô biên hiện lên bên ngoài thân thể của Vương Lâm. Dưới luồng cổ thần lực này thì lập tức hoàn toàn hồi phục, thân thể kéo dài ra toàn bộ. Nhưng mà ngay lúc thân thể hắn xuất hiện, ấn ký hình tròn trên mi tâm quán vận chuyển toàn bộ sức mạnh của huyết mạch, ầm ầm bộc phát ra, khiến cho thân thể Vương Lâm lại trực tiếp tan vỡ. Sự tan vỡ này là hoàn toàn vỡ nát, hai tay, hai chân, toàn thân, thậm chí là cả đầu, nguyên thần và toàn bộ đột nhiên đều tan vỡ. Máu thịt bắn ra tung tóe, nhưng mà chưa kịp bay đi quá xa, liền ngay lập tức có một luồng tiên khí tinh thuần đến cực điểm lại hiện lên. Luồng tiên khí này thì nhanh chóng lượn lờ, ngưng tụ hóa thành một thân ảnh mơ hồ. Thân ảnh này thầy không ngờ chính là một nguyên thần, nhưng nó không phải là nguyên thần của tu sĩ mà là của tiên nhân thực sự. Nguyên tiên. Nguyên tiên vừa mới xuất hiện, máu thịt bị bắn ra xung quanh lập tức ngưng tụ lại, lúc nhúc lập tức hóa thành một thân thể. Thân thể này toàn bộ trong suốt, lộ ra tiên khí vô tận. Từ xa nhìn lại khí thế thì kinh người lắm. Nhưng mà thân thể này thì vừa mới xuất hiện đột nhiên lại chấn động, trong phút chốc lại một lần nữa nổ tung. Theo đó còn có một tinh điểm trên mi tâm tiên thể của Vương Lâm nữa. Tiên thể tan vỡ, máu thịt lại bắn ra tung tóe. Một luồng khí tức đạo cổ ầm ầm bộc phát, vần quanh ở bên trong đám thuần máu thịt tan nát kia, khiến cho đám máu thịt này lại nhanh chóng ngưng tụ lại. Trong nháy mắt thì một cổ thần cao ngàn trượng lại đột nhiên xuất hiện ở giữa thiên địa. Nhưng mà thân thể cổ thần này vừa xuất hiện chưa được bao lâu liền tan vỡ một lần nữa. Hết lần này đến lần khác, ở trên tu chân tinh này thì Vương Lâm liên tục chuyển đổi giữa thân thể cổ thần và tiên thể. Mỗi một lần tan vỡ đối với cả hắn mà nói là một sự thống khổ khó thể tưởng tượng được. Sức mạnh của đạo cổ kia còn lại không có nhiều. Nếu muốn đối kháng với cả tiên thể thì bắt buộc là phải toái tinh. Vương Lâm không thể là không toái tinh. Một khi hắn buông xuôi, như vậy sẽ không còn là vấn đề lựa chọn nữa, mà cổ thần lực bên trong cơ thể kia sẽ hóa thành một cơn cuồng phong, trực tiếp hủy diệt đi hết thảy. Tới lúc đó, hắn có một dự cảm là mình sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Nói tóm lại giờ đây là phải cần giữ sự cân bằng, phải cần dung hợp, nếu không thì tạo hóa này sẽ biến thành một kiếp nạn sinh tử đối với hắn. 7 lần tan vỡ, 7 lần tiên thần chuyển đổi, 7 tinh điểm toàn bộ vỡ tan. Tất cả những chuyện này chỉ diễn ra trong phút chốc, gần như chỉ trong nháy mắt. Và mỗi một lần toái tinh thì cổ thần lực trong cơ thể Vương Lâm lại bạo tăng. Sau khi mà chuyển hóa thành đạo cổ lực lại càng trở nên vô biên vô cùng. Vì vậy sau 7 lần toái tinh, đạo cổ ngưng tụ lại trên thân thể Vương Lâm đã trở lên kinh thiên động địa. Đúng vào lúc này, lần tan vỡ chuyển đổi thứ 8 lại bắt đầu. Lần này toái tinh của Vương Lâm, vòng xoáy vẫn chưa trở thành tinh điểm thứ 8 kia trong tiếng ầm vang mà nổ tung. Thân thể của hắn trong nháy mắt nhanh chóng chuyển đổi giữa thần và tiên lần thứ 8. Sau 8 lần thì Vương Lâm phải đối diện với việc không còn tinh điểm để vỡ nữa.
Thân thể của thần quán bỗng nhiên nổ tung, máu thịt bắn tung ra, tiên khí lượn lờ, rồi lại một lần nữa ngưng tụ lại thành tiên thể đã tan vỡ mấy lần kia. Tiên nhân bất diệt thể. Thân thể bất diệt này là đến từ ấn ký của tiên tổ. Chính vì có ấn ký này mà khiến cho Vương Lâm có thể là có được thân thể bất diệt kia. Ấn ký hình tròn lóe lên trên mi tâm quán, khiến cho tiên khí trên thân thể của Vương Lâm càng thêm nồng đậm hơn. Dường như là tiên thể này đã hoàn toàn áp chế được cổ thần lực đang chuẩn bị mà thành hình. Nhưng tất cả mọi chuyện này đều chưa chấm dứt. Nếu như là Vương Lâm chưa có được truyền thừa của đạo cổ, vẫn chỉ là cổ thần tầm thường, như vậy đến lúc này sẽ là kết thúc. Hắn sẽ mất đi truyền thừa của cổ thần, trở thành một tiên nhân thực thụ, sau đó thì sẽ vỡ tan mà chết. Nhưng mà truyền thừa cổ thần của hắn lại là của vương tộc cổ thần. Hơn nữa hắn còn có truyền thừa của đạo cổ. Nhất là ấn ký của tiên tổ kia lai lịch rất là khó lường. Nhưng mà sự xuất hiện của nó ngoài kích động huyết mạch của Vương Lâm, còn kích động truyền thừa đạo cổ của Vương Lâm nữa. Theo như lời nói của người điên kia lúc trước, ấn ký này quyết không thể là truyền cho người ngoài, lại càng tuyệt đối không thể để cho tu sĩ của cổ quốc có được, nhất là tam đại cổ tinh trong cổ quốc. Giờ đây một tiếng gào thét thê lương từ trong miệng Vương Lâm truyền ra. Trên tiên thể quán lập tức hiện lên vô số vết nứt chi chít. Cùng với lúc đó thì cổ thần lực trong cơ thể hắn ầm ầm bộc phát mà ra. Lúc này thì bộc phát không có tinh điểm tan vỡ, nhưng mà trong lúc kích động thân thể cổ thần của Vương Lâm thì đệ nhị tổn ở trong tam tổn thất kiếp của cổ thần đã xuất hiện. Đệ nhị tổn của cổ thần xuất hiện khiến cho tiên thể quán sau khi mà xuất hiện vô số vết nứt thì liền bắt đầu tan vỡ. Sức mạnh tan vỡ của cổ thần này cùng với cả đệ nhị tổn của cổ thần đang muốn bộc phát ra trực tiếp đối chọi lẫn nhau, với một cách thức rất là kỳ dị đang điên cuồng triệt tiêu lẫn nhau, muốn đem đối phương hoàn toàn hủy diệt, muốn bao vây nguyên thần của Vương Lâm và tất cả mọi thứ hủy diệt trong nháy mắt. Kinh thiên động địa. Toàn bộ thân thể của Vương Lâm trong khoảnh khắc này hoàn toàn tan rã ở trong phạm vi lớn. Thân thể cổ thần quán trong lúc tan vỡ thì đã mang theo máu thịt bầy nhầy dung nhập vào trong mặt đất của tu chân tinh đài. Mặt đất chấn động, nhưng mà có hàng ngàn cơn sóng dậy lên. Trong tiếng ầm ầm thì một cơn sóng gợn vô hình nhanh chóng khuếch tán ra. Tất cả núi non trên mặt đất đều sụp đổ, cuối cùng chỉ còn lại một mặt đất bằng phẳng giống như là một mặt gương. Thân thể sụp đổ dẫn theo nguyên thần tan vỡ lao thẳng lên trời. Trong tiếng ầm vang đó, dường như toàn bộ không trung đã tách ra khỏi u minh giới, trở thành một thế giới khác. Sau khi mà nguyên thần che lấp hết thảy, khiến cho bầu trời biến thành màu vàng, thiên địa biến đổi. Bầu trời màu vàng thì mặt đất màu đen. Tất cả mọi chuyện giống như là một truyền thuyết trong thần thoại, giờ phút này ở nơi này mà xuất hiện. Người điên kia thì đã tỉnh lại rồi, nằm ở đằng xa mà ngạc nhiên nhìn tất cả mọi chuyện này, lấy tay mà cứ dụi dụi mắt, thì thào lẩm bẩm nói: "Ơ, sao lạ nhỉ? Bổn vương hoa mắt hay sao vậy? Bầu trời vốn tối đen cơ mà. Hình như là ca ca ta đã từng nói, năm đó khi mà tiên tổ giáng lâm thì đã xuất hiện đệ nhất tướng trong kiểu khúc tam tướng." Cùng với lúc đó thì trên bầu trời, ở dưới kim quang vạn trượng giống như là một vùng biển màu vàng, bất ngờ liền có một bóng người màu vàng từ bên trong bước ra. Bóng người màu vàng này tràn ngập một luồng tiên khí uy nghiêm vô cùng. Hắn lạnh lùng nhìn đạo cổ cổ thần từ trên mặt đất đang vọt tới, vung tay áo lên, bầu trời vàng bỗng nhiên nổi lên gợn sóng vô tận. Từ xa nhìn lại, dường như là người ở trên không trung mặc một chiếc áo choàng lớn màu vàng. Chiếc áo choàng này chính là toàn bộ không trung. Hình dáng của người này không ngờ cũng chính là Vương Lâm. Ấn ký hình tròn trên mi tâm của hắn phát ra kim quang vô tận. Trong lúc vung tay áo, hắn lao thẳng tới đạo cổ cổ thần cũng hình dáng Vương Lâm kia. Hai Vương Lâm này trong nháy mắt điên cuồng xông vào nhau, giống như là muốn liều sống chết một phen vậy. Càng ngày càng gần và càng ngày càng gần. Trong nháy mắt thì hai Vương Lâm này đột nhiên va chạm vào nhau. Nhưng ngay vào lúc họ va chạm vào nhau, muốn hủy diệt lẫn nhau, thì đột nhiên ở giữa hai người này có một đạo u quang nhẹ nhàng lóe ra xuất hiện. Trong đạo u quang này là một hạt châu, một hạt châu chỉ bé bằng nắm tay trẻ con, chính là thiên nghịch xuất hiện. Lúc này người điên ở trên mặt đất mở trừng hai mắt ngơ ngác nhìn hạt châu kia thì thào lẩm bẩm: Đây là, hình như là một thứ rất là quan trọng thì phải. Hình như Kakaka ta đang tìm cái này. Đúng là vật này rồi. Mà quên mất đây là thứ gì nhỉ? Tiểu Hồng, đây là thứ gì vậy?
Một tiếng nổ vang lên, sức mạnh của Kim Thiên Hắc Địa toàn bộ đánh lên trên thiên nghịch đột nhiên xuất hiện này. Thiên nghịch kia chậm rãi mà chuyển động, xoay vòng thứ nhất. Toàn bộ bầu trời màu vàng, kể cả hư ảnh của Vương Lâm kia lập tức điên cuồng bị hút vào trong thiên nghịch. Sau khi hoàn toàn dung hợp, đột nhiên ở bên ngoài thiên nghịch xuất hiện một thân thể tiên nguyên màu vàng. Thiên nghịch lại xoay vòng thứ hai. Đạo cổ cổ thần hiện ra trên mặt đất màu đen cũng giống như là bầu trời màu vàng kia, nhanh chóng bị thiên nghịch hấp thu, tràn ngập ở bên trong tiên nguyên màu vàng kia, hóa thành một thân thể cổ thần cao ngàn trượng. Nhưng thân thể cổ thần này lại phát ra kim quang mơ hồ, hắn chính là Vương Lâm. Dường như là thời gian trong khoảnh khắc này đã dừng lại vậy. Không biết là trải qua bao lâu, Vương Lâm bỗng nhiên mở hai mắt. Trong mắt trái của hắn có kim hỏa, trong mắt phải có tia chớp màu vàng. Trên mi tâm thì ấn ký hình tròn kia tiêu tan, bảy tinh điểm cổ thần xoay tròn, nhưng bảy tinh điểm này cũng đã biến thành màu vàng. Ngay khi mà Vương Lâm mở hai mắt thì thân thể hắn chấn động, phun ra một ngụm máu tươi, hung hăng mà nhìn lướt qua người điên đang ngơ ngác nhìn mình ở dưới mặt đất. Thân thể bước về phía trước, trực tiếp đáp xuống mặt đất. Hắn nhắm hai mắt lại, lập tức khoanh chân ngồi xuống. Bị ánh mắt của Vương Lâm đảo qua thì người điên kia tâm thần run lên, không dám nhìn lại, huyết sáo làm ngơ nhìn về hướng khác, nhưng mà vẫn liếc liếc Vương Lâm quan sát phản ứng của hắn. Hồi lâu sau thì người điên này vội vàng ho một tiếng, hướng về phía Vương Lâm đang ngồi ở đằng xa, cười lên khẳng khặc nói: "Này, tiểu nương tử, hãy cười với bổn vương xem nào, bổn vương sẽ có thưởng cho người đấy." Cho lúc mà nói chuyện, người điên kia vội vàng nhìn thần sắc Vương Lâm, thấy thần sắc Vương Lâm không có chút phản ứng gì liền gãi đầu, đứng dậy cẩn thận đi tới vài bước, xoa xoa bàn tay, vẻ mặt cười cợt xấu xa nói: "Này, nói chuyện chút đi, ngươi tên là gì? Nói cho bổn vương biết, bổn vương sẽ có thưởng, yên tâm." Trả lời hắn thì vẫn là sự trầm mặc trong thổ nạp của Vương Lâm. "Hả? À, không nói lời nào sao? Ngươi dám không nói sao? Năm đó Tiểu Hồng là bị ta bắt được, hắn không nói lời nào, kết quả là bị ta nhổ từng sợi lông khắp toàn thân. Ngươi đoán thử xem sau đó như thế nào?" Người điên này làm nhảm bước tới gần, ngồi đối diện với cả Vương Lâm, bắt đầu nói chuyện với hắn. "Ngươi đoán không được đâu, đoán làm gì? Bổn vương khi đó đã cho Tiểu Hồng..." Người điên vừa nói lại vừa ôm bụng cười lăn lộn. Hồi lâu sau hắn dừng lại, hung tợn nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. "Ngươi vì sao không cười? Cười đi! Chả lẽ bổn vương nói chuyện không buồn cười sao? Bổn vương nói chuyện thì ngay cả Lý Gia nghe thấy cũng phải lập tức cười đấy. Nếu dám không cười thì bổn vương sẽ đi tìm ca ca của ta đó." "Nhưng mà hình như là ta còn chưa nói Tiểu Hồng làm sao. Này, vậy ngươi quả thật là không định hỏi bổn vương làm gì Tiểu Hồng à?" "Ngươi không hỏi thì bổn vương vẫn cứ nói cho ngươi biết. Khi đó sao nhỉ, ta quên mất rồi." Người điên nhướng mày gõ mạnh lên đầu, ánh mắt lộ vẻ mê man. "Còn bà nhà nó, sao lại quên mất rồi nhỉ?" Người điên này nói nhảm nhảm không ngớt, không ngừng nghỉ suốt ngày mấy ngày trời, không thôi lẩm bẩm, càng nói lại càng hưng phấn. Hắn chỉ tiếc nuối một điểm là Vương Lâm chỉ nghe thứ chứ không thèm trả lời. Nhưng dù sao thì cũng có vật sống cho hắn nói chuyện, thì cũng khiến cho hắn thỏa mãn rồi. Lời nói hắn cứ ong ong giống như là con ruồi ve ve không ngừng, thật lâu sau không tiêu tán. Vương Lâm thì nửa câu cũng chẳng nghe lọt tai. Lúc này trong cơ thể hắn đang cực kỳ hỗn loạn. Bên ngoài là thân thể cổ thần, bên trong lại là nguyên tiên thay thế cho nguyên thần. Ở sâu trong đó, hạt châu nghịch thiên đang chậm rãi chuyển động. Nếu dựa theo thời gian của con người thì cứ 10 ngày hạt châu này mới chuyển động một vòng. Nguyên lực trong cơ thể của Vương Lâm lúc này đã hoàn toàn biến mất. Bên trong xương cốt máu huyết ẩn chứa tiên lực nồng đậm. Cổ tiên lực này thì vượt xa nguyên lực, cho dù là so với nguyên lực quán lúc trước thì ít hơn cả trăm ngàn lần. Nếu như nói nguyên lực của Vương Lâm lúc trước là một dòng sông lớn thì tiên lực này đúng là một dòng suối nhỏ mà thôi. Nhưng tuy nói là như thế, nhưng mà tiên lực này cũng đủ khiến tâm thần Vương Lâm chấn động. Hắn cảm thấy luồng tiên lực này ẩn chứa một khí tức kinh thiên động địa đáng sợ lắm. Thân thể cổ thần bên ngoài tiên nguyên bởi vì lúc trước vỡ nát bảy tinh điểm, khiến cho tổn kiếp còn chưa hoàn toàn bộc phát thì đã bị thiên nghịch hấp thu nhục thân, nên khiến cho cường độ thân thể của hắn lúc này có thể nói là ẩn chứa cổ thần lực mạnh hơn gấp mấy lần trước. Mỗi một lần tim hắn đập lại khiến cho thiên địa ầm ầm hóa thành âm thanh vô hình truyền khắp tám hướng. Có một cảm giác cường đại trong cơ thể Vương Lâm nhanh chóng bùng ra. Hắn thậm chí tin rằng
cho dù là tu sĩ không biết hậu kỳ vào lúc này ở trước mặt mình thì cũng không có tư cách mà bỏ chạy. Trừ phi là không biết đại viên mãn ở đây thì có lẽ mới có thể đánh ván một trận. Bởi vì lúc này hắn đã kết hợp giữa tiên và thần, là một biến hóa cực kỳ hiếm thấy ở trong khắp tinh không này. Loại biến hóa này là tốt hay xấu thì Vương Lâm không biết, nhưng mà lúc này hắn không ngừng gào thét kịch liệt vì thống khổ. Thân thể bài xích nguyên tiên, cho dù là trong trạng thái dung hợp nhưng mà sự bài xích này vẫn còn như cũ. Cho dù là thiên nghịch thì cũng không có khả năng hoàn toàn ngăn cản và thay đổi sự bài xích này. Nó chỉ có thể khiến cho thần và tiên của Vương Lâm dung hợp, nhưng mà lại không thể làm cho nguyên nhân đau đớn trong cơ thể Vương Lâm hoàn toàn biến mất. Lực bài xích này nếu không thể hoàn toàn hóa giải thì Vương Lâm sẽ không thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Mỗi một lần vận chuyển tiên lực sẽ khiến cho cơ thể đau đớn, rồi lại bị cổ thần lực trên cơ thể ngăn cản, phát huy nhiều lắm cho hai phần thực lực mà thôi. Nhưng mà cũng chính vì việc bởi vậy nên khiến hắn có thể trong nháy mắt giết chết tu sĩ không biết hậu kỳ. Nếu như hắn có thể sử dụng toàn bộ thì Vương Lâm cũng không biết được là sẽ lợi hại đến đâu nữa. Nhưng hắn có thể nói rằng dù là Nam Chiếu thượng nhân ở trước mặt hắn, sau khi hắn bộc phát toàn bộ thực lực thì cũng không thể địch lại nổi. Cũng như vậy, khi mà lực lượng thân thể muốn phát huy thì sẽ bị nguyên tiên trong cơ thể ngăn cản. Nếu chỉ vậy thì cũng thôi, nhưng chuyện khiến cho Vương Lâm lo lắng chính là lực lượng bài xích này mơ hồ càng ngày càng trở nên mạnh hơn, dường như lúc nào cũng có thể bùng phát, khiến cho thân thể quán sẽ nổ tung, hủy diệt nguyên thần quán ngay lập tức. Cũng trong nháy mắt khi mà sụp đổ này thì linh hồn và tất cả những gì quán đều chắc chắn sẽ tử vong hoàn toàn. Lực lượng bài xích này giống như là một con đao kề lưỡi vào cổ hắn vậy, lúc nào cũng có thể hạ xuống. Vương Lâm trong lúc khoanh chân, ý nghĩ nhanh chóng xoay chuyển, muốn dùng tất cả các phương pháp để hóa giải lực bài xích này, nhưng mãi tới cuối cùng hắn cũng không tìm ra được một cách nào cả. Lúc này ấn ký tổ tiên trở trên mi tâm quán, dù nhìn như là sắp sụp đổ nhưng thực tế chỉ có mình Vương Lâm biết. Ấn ký này không sụp đổ mà giống như là nguyên tiên quán bị hòa tan, dung hợp với cả thân thể thất tinh cổ thần quán. Như vậy thì mới khiến cho tinh điểm cổ thần quán xuất hiện màu vàng chưa từng có trong tộc. Sau mấy ngày liền thì người điên đã nói tới mức nước bọt bắn ra tung tóe, nhưng thần sắc vẫn hưng phấn như trước. Vương Lâm lúc này mở hai mắt, trong mắt có hai luồng kim quang từ trong mắt hắn tỏa ra rơi vào trong mắt của người điên. Bị ánh mắt màu vàng này của Vương Lâm nhìn chằm chằm, người điên lập tức ngừng nói, nhìn chằm chằm vào hai mắt của Vương Lâm, vẻ mặt khó hiểu. Sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Vương Lâm, ngẩn ngơ mà hỏi: "À, này, sao ngươi lại có mắt màu vàng của tộc ta nhỉ? Nhưng mà lại là màu vàng nhạt. Không được, ngươi xem bổn vương đây này." Người điên vừa nói thì vừa hít một hơi, phùng má trợn mắt vươn thân thể. Trong tích tắc dường như là bị một luồng khí tức tràn vào trong thân thể, lập tức bành trướng lên. Trong lúc này đôi mắt hắn vốn ảm đạm đột nhiên trở nên sắc bén, lại có hai luồng sáng màu vàng từ trong mắt hắn tỏa ra. Ánh mắt màu vàng này thì vàng rực, dường như đã hoàn toàn khiến cho người điên thay đổi, tràn ngập một sự uy nghiêm kinh thiên động địa không thể nói lên lời. "Thế nào, thấy chưa, bổn vương lợi hại chứ?" Người điên mở miệng nói lập tức làm tiêu tan sự uy nghiêm kia thành mây khói. "Người đợi đó, bổn vương còn có nhiều cái lợi hại lắm." Vẻ mặt người điên tỏ ra đắc ý, hít một hơi thật sâu, thân thể rồi lại làng bành trướng lên. Những tiếng răng rắc truyền ra, thân thể hắn tăng trưởng trong nháy mắt, thân thể liền có huyết nhục nhúc nhích, dần dần trở nên cường tráng, mơ hồ lại lộ ra một vẻ uy nghiêm một lần nữa. Trong lúc này đột nhiên có những tiếng sấm ầm ầm nổi lên, một luồng khí từ mông của người điên phun trào ra, thân thể hắn giống như là một quả bóng bị xì hơi, lập tức xẹp xuống, màu vàng trong hai mắt cũng tiêu tan trong tích tắc, biến thành vô thần như trước. Hắn xấu hổ gãi gãi đầu, sau đó đỏ bừng mặt, xoa xoa tay cười hăng hắc nói: ngoài ý muốn thôi, đây là chuyện ngoài ý muốn." Vương Lâm nhìn người điên này đầy phức tạp. Dưới ánh mắt của hắn thì người điên càng xấu hổ, tay phải che mông, cuống quýt lùi lại phía sau. "Chẳng may thôi mà, đã nói là chẳng may. Ngươi làm cái gì mà nhìn ta mãi như vậy?" "Bổn vương rất ít khi xì hơi đó. Nhưng mà chẳng lẽ là có người đang nhớ ta sao?" Người điên này thì thào tự nói, tay phải sờ sờ lên mông, sau đó liền đặt lên mũi, người hửi một hơi. Chẳng may thôi mà, đã nói là chẳng may rồi. Ngươi làm gì mà cứ nhìn ta mãi như thế, kỳ quái. Bổn vương rất ít khi xì hơi đó. Nhưng mà chẳng lẽ lại có người đang nhớ ta sao?" Người điên này thì thào tự nói, tay phải sờ sờ lên mông, sau đó đặt lên trên mũi, hít một hơi.
Vương Lâm thầm than một tiếng. Người điên này đối với hắn có cái ơn tái tạo, nhưng mà đồng thời cũng suýt nữa vì cơ duyên này mà khiến hắn bất mạng. Trên thực tế nếu không có tổn ấn kia thì thân thể Vương Lâm cũng không tới mức như thế này. Cho dù có lực bài xích thì cũng không tới mức kịch liệt như vậy. Mà cũng thôi, so đo với một người điên thì có tác dụng gì đâu. Vương Lâm lắc đầu. Hắn lúc này lo lắng nhất chính là lực bài xích đó tăng cường lên. Trong lúc trầm ngâm, Vương Lâm thu hồi ánh mắt, tay phải giơ lên chụp vào hư không một cái. Lập tức có một cái khe chữ vật hiện ra, dưới một chảo này liền khiến ma khí ầm ầm tràn ra. Chỉ thấy cổ ma mà Vương Lâm đạt được trong vùng đất cổ mộ liền xuất hiện. Thân thể cổ ma này vốn đã hóa đá, nhưng Vương Lâm sau khi mà đạt được truyền thừa liền thay đổi, khiến cho lúc này thân thể đó không khác gì thân thể thực. Bên trong mắt có 6 ma tinh mơ hồ lóe lên xoay tròn. Chẳng qua cổ ma này trông vô thần, chỉ là một cỗ thi thể mà thôi. Nhìn chăm chú vào 6 tinh điểm của cổ ma, vốn là Vương Lâm định ngưng luyện một ma hồn, nhờ đó mà đạt được một phân thể, một phân thân cổ ma. Nhưng lúc này cơ thể hắn đang gặp phải nguy cơ của lực bài xích, cho nên hắn thay đổi ý định. Ánh mắt lóe sáng, Vương Lâm giơ tay phải điểm một cái về phía trước. Lập tức thì cổ ma chấn động toàn thân, run rẩy kịch liệt. Thân thể nhanh chóng héo rũ, cuối cùng huyết nhục mơ hồ hóa thành một luồng ma khí lao thẳng đến ma tinh trong mắt phải. Chỉ trong một thời gian ngắn, thân thể cổ ma đã hoàn toàn biến mất. Toàn bộ đã ngưng tụ ở bên trong 6 ma tinh bị Vương Lâm vung tay một cái liền nhanh chóng bay tới mắt phải của hắn. Trong nháy mắt, 6 ma tinh này dung nhập vào trong mắt phải của hắn, ấn lên những tia chớp màu vàng kia. Trong tích tắc khi mà ma tinh nhập thể, Vương Lâm hít một hơi thật là sâu, hai tay bắt quyết. Lập tức thì thân thể của hắn chấn động, 7 tinh điểm màu vàng trên mi tâm lập tức xuất hiện một luồng kim quang lóe lên nhanh chóng, giống như dung nhập vào trong mắt phải của hắn, hòa tan với 6 ma tinh. Người điên lúc này lùi lại phía xa xa, kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, xoa xoa hai mắt thì thào: "Lấy cổ thần làm bổn tôn, cổ ma làm phân thân, đây chính là tam đại vương tính ở trong cổ quốc mà." Cổ quốc tam đại tính, cực cổ với cả yêu là 4, sau đó là ma. Kỳ quái thật, rõ ràng hắn là người của tiên tộc ta, nhưng mà lại có bất diệt thể mà chỉ có ta và ca ca ta mới có. Tại sao tu sĩ cổ quốc lại có chứ nhỉ? Kỳ quái thật, rốt cuộc lai lớn gan lớn mật, dám cho tu sĩ cổ quốc bất diệt thể của tiên tộc ta nhỉ? Việc này nếu để cho ca ca ta biết thì nhất định sẽ khiến hắn phẫn nộ tới cực điểm mất. Không được không được, bổn vương nhất định phải điều tra xem tên khốn nạn nào đã to gan như vậy. Người điên tự nói, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, chớp mắt đã qua 3 ngày. Vương Lâm không ngừng đem lực bài xích chuyển vào trong 6 khối ma tinh ở trong mắt phải, chia sẻ bớt cho từng khối. Dần dần 6 khối ma tinh trong mắt phải của hắn cũng trở thành màu vàng. Bị ẩn trong tia chớp màu vàng, người ngoài rất khó có thể phát hiện ra. Lúc này Vương Lâm chậm rãi ngăn chặn được nguy cơ lực bài xích từ trong cơ thể càng trở nên kịch liệt, khiến cho tốc độ tăng trưởng của nó chậm đi một chút ít. Chẳng qua cách này cũng chỉ là trì hoãn một khoảng thời gian ngắn mà thôi, căn bản không thể giải quyết được vấn đề. Lực bài xích cứ như là một bóng ma lờn vờn trong tâm thần của Vương Lâm. Vương Lâm mở đôi mắt, thần sắc rất là âm trầm. Hắn cũng chẳng thèm nhìn đến người điên kia một cái, mà ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ta nhớ rõ là lúc ở trong chiến trường, khi mà bắt được cây cung của Lý Quang, thì U Minh Thú nôn ra một cơn lốc màu vàng. Sau đó ta liền truyền ý niệm cho nó nuốt ta vào trong cơ thể. Lúc này có lẽ là ta đang ở trong cơ thể của U Minh Thú. Nếu muốn rời khỏi nơi này thì rất dễ dàng thôi. Đang suy tư thì người điên thấy Vương Lâm tỉnh lại, thần sắc chấn động, vẻ mặt đầy nghiêm túc gầm lên: "Này, ai đã truyền bất diệt thể của tiên tộc cho ngươi đó hả? Ta muốn biết là cái tên khốn kiếp nào lại dám làm cái chuyện như vậy." Vẻ mặt người điên vô cùng nghiêm túc, lộ ra nửa giận ngút trời. Vương Lâm sửng sốt nhìn về phía người điên vài lần. Sau khi hồi tưởng lại cảnh tượng lúc trước, xác định người này đúng là một người điên, lại là một người điên trí nhớ vô cùng tồi tệ. Người này lai lịch thật là lớn. Hắn tự xưng là bổn vương, nói năng cực kỳ là kinh người. Rốt cuộc hắn là ai nhỉ? Vương Lâm nghĩ. Nhìn thấy ánh mắt của Vương Lâm đảo về phía mình, người điên giống như quên mất đang nói gì, khuôn mặt nở ra nụ cười xấu xa, hăng hắc mà nói: "Tiểu nương tử cười với bổn vương đi, bổn vương nhất định sẽ có thưởng." Vô Lâm nhướng mày, thần sắc lạnh lùng, căn bản không để tới người điên mà phất tay một cái, trong bàn tay hiện ra một cây cung,
Cây cung này đã thức tỉnh, dung nhập hoàn toàn vào trong huyết mạch của hắn. Dù là thân thể sụp đổ cũng không làm ảnh hưởng tới nó một chút nào, hoàn toàn hòa hợp với cả tiên nguyên trong cơ thể của Vương Lâm. Lúc này, Vương Lâm tâm niệm vừa động liền khiến cho cây cung này huyễn hóa ra. Chẳng qua ánh mắt Vương Lâm khi mà nhìn thấy dây cung đã bị đứt, không thể sử dụng được nữa, liền hiện lên một vẻ phức tạp. Thầm than rồi thu hồi nó, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Rốt cuộc cũng phải dùng phương pháp gì để mà giải quyết lực bài xích đây? Chứng kiến vẻ mặt tư lự của Vương Lâm, người điên hừ nhẹ một tiếng lẩm bẩm nói: "Không cười, không cười thì bổn vương cũng không thưởng được. Máu tươi của bổn vương phi thường quý giá, một giọt giá trị vô cùng đó, không thèm cho ngươi một giọt nào nữa, nhớ đấy, nhớ mặt ta đấy." Lời này tuy nói như vậy nhưng hắn lại chớp chớp mắt, vẻ mặt đắc ý nhìn về phía Vương Lâm cười nói: "Mà thôi bỏ đi, lòng dạ bổn vương dù sao cũng là rộng rãi, nếu ngươi thẹn thùng không cười cũng được thôi. Tiểu nương tử, nói cho bổn vương biết tên của ngươi đi, ta sẽ có thưởng. Mà ngươi ngay cả tên cũng không nói, tức chết bổn vương đi mất. Ngươi thì cuối cùng là ngươi muốn nói tên cho bổn vương biết hay không? Ngươi còn không nói, bổn vương lại thích những tiểu nương tử quật cường như ngươi, càng như vậy bổn vương lại càng hưng phấn đó." Người điên cười to bắt đầu đi lòng vòng quanh Vương Lâm làm nhảm không ngừng. Vương Lâm dần dần nghe tới mức cảm thấy phiền, ngẩng đầu nhìn người điên chậm rãi nói: "Ngươi om sòm quá rồi đấy." Người điên nghe vậy sửng sốt trợn tròn hai mắt, trừng trừng nhìn Vương Lâm mở miệng quát: "Không ai dám nói chuyện cả bổn vương như vậy đâu, ngươi thật là lớn mật." Hàn quang trong mắt Vương Lâm lóe ra, tay phải vung về phía trước. Trong tiếng ầm vang, một cơn cuồng phong màu vàng đột nhiên hiện ra, khiến cho tu chân tinh chấn động kịch liệt, quét người điên về phía xa xa. Người điên hét lên một tiếng thảm thiết, bị thổi đi rất là xa. Rốt cuộc là cũng yên tĩnh. Vương Lâm buông tay, trong mắt lộ vẻ suy tư một lần nữa. Chẳng qua Vương Lâm thấy người điên dường như là quyết không thể để cho hắn suy tư, bởi vì chẳng bao lâu sau, những tiếng gầm thét lại truyền tới. Người điên chạy nhanh trở lại, vừa nhìn thấy Vương Lâm liền mở to miệng gầm lên, dường như chuẩn bị nói chuyện. Vèo, tay phải Vương Lâm lại vung lên, gió lốc lại nổi lên cuốn người điên trong tiếng kêu thảm thiết ra xa. Một lần, hai lần, rồi ba lần, cho tới lần thứ tám thì tốc độ người điên đã trở nên nhanh hơn rất là nhiều. Ở trước mặt Vương Lâm muốn giống to lên một câu, nhưng mà mỗi lần hắn đều chưa kịp nói thì lại lập tức bị cuốn đi. Tiếng kêu thảm thương vang lên rất là rõ ràng trên tu chân tinh yên tĩnh này. Cho tới lần thứ 15 thì hàn quang trong mắt của Vương Lâm lóe lên càng đậm. Hắn mơ hồ nghe thấy trong tiếng kêu thảm thiết của đối phương có vẻ vui sướng. Người điên sau khi mà trở lại lần thứ 16, Vương Lâm đơn giản là không phất tay áo nữa, mà để cho đối phương nói xong một câu kia đã. Kích thích thật đó. Vẻ mặt người điên hưng phấn gào lên với cả Vương Lâm. Sau đó hắn nhắm mắt lại, khuôn mặt lộ ra vẻ say mê như đang chờ đợi thứ gì đó. Nửa ngày sau, hắn nhìn Vương Lâm vẻ mặt đầy nghi ngờ. Vương Lâm cũng nhìn lại hắn, hàn ý trong mắt càng đậm. Bay đi, bay đi, bay nữa đi. Người điên trừng mắt nhảy lên mấy cái, hai tay duỗi ra làm động tác bay bay. Sau khi thấy Vương Lâm không có phản ứng gì, hắn liền căm tức đưa lưng về phía Vương Lâm, sau đó quay đầu lại nói với cả Vương Lâm một cách vô cùng nghiêm túc: "Trời vui thật đấy, ngươi tiếp tục nhanh đi, đi." Vương Lâm có cảm giác như là muốn nổ tung vậy, cắn răng nhưng mà không vung tay áo lên nữa, mà chân phải hung hăng đá vào mông người điên một cái, đuổi hắn đi. Hắn dùng lúc này là 7 phần lực lượng của thân thể. 7 phần lực lượng này thì có thể khiến cho tu sĩ không biết chấn động. Cơn cuồng phong kia nổi lên, một cước của Vương Lâm rơi trên thân thể người điên. Hắn liền hưng phấn kêu lên thảm thiết, thân thể bị đá bay đi. Ở giữa không trung liền duỗi hai tay ra, vẽ ra một đường cong sau đó bay về phía xa. Sướng, sướng thật đó. Một lúc sau người điên lại chạy trở về, vẻ hưng phấn dường như đã đạt tới đỉnh điểm. Hắn quay về không nói thêm gì mà chỉ đứng cách Vương Lâm mấy trượng, gầm lên một trận rồi giơ mông về phía hắn, hai mắt nhắm lại, đôi tay giang ra. Vương Lâm nắm chặt bàn tay, hít một hơi thật sâu rồi mới dần dần bình tĩnh lại được. Ngươi thích gào có phải không? Được. Vương Lâm giơ tay phải lên chụp vào hư không một cái. Một cái khe chữ vật mở ra, một chảo này quán khiến cho một con hắc viên long ầm ầm lộ ra, rơi bịch xuống. Con hắc viên này thì chính là do Vương Lâm năm đó tìm được ở Vân Hải Tinh Vực. Thực lực tuy kém nhưng lại rất là thích gầm thét. Hắc viên sau khi xuất hiện liền lập tức ngửa mặt lên trời rít gào, đôi tay to lớn vung lên đập thùng thụp vào ngực.
Người điên sửng sốt nhìn con hắc viên, ánh mắt hưng phấn lóe sáng, trực tiếp mà lao tới đối diện với cả hắc viên gầm thét, hai tay cũng học theo nó đấm thùng thuộc lên ngực. Đôi mắt của hắc viên lộ ra vẻ nghi hoặc nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Nó thấy đối phương có ý khiêu khích, nhưng mà dù khí tức trên người của đối phương khiến nó sợ hãi, thì dưới thần niệm của Vương Lâm, ý sợ hãi cũng chậm chậm tiêu tán, thay thế là một sự phẫn nộ khiến cho nó lại rít gào lên một lần nữa. Một người một vượn cứ thế mà đối mặt với nhau không ngừng gầm thét, giống như cả hai đều muốn lấn át đối phương vậy. Tiếng gầm thét kinh thiên ngày càng kịch liệt. Vương Lâm thở phào một hơi, không để tới người điên nữa mà nhắm mắt trầm tư tìm cách giải quyết lực bài xích trong cơ thể. Từ từ hắn lần ra được một chút đầu mối. Trong năm đạo bổn nguyên của ta thì khó nhất là sinh tử, nhân quả, thật ra ba đạo bổn nguyên này nếu đại thành có thể hoàn toàn hóa giải lực lượng bài xích trong cơ thể. Dùng bổn nguyên sinh tử khám phá ra cách chuyển hóa khiến lực bài xích chia ra làm hai luồng sinh tử, sau đó lại lấy nhân quả bổn nguyên tạo thành một sự tuần hoàn tương hỗ giữa hai luồng lực lượng bài xích, và cuối cùng là dùng bổn nguyên thật giả để khiến luồng lực lượng bài xích này bị lừa, khiến cho nguyên tiên và cổ thần lực của ta dung hợp đầy đủ với nhau. Ánh mắt Vương Lâm lóe sáng, cẩn thận suy tính, trong mắt lộ vẻ kiên định. Năm đạo bổn nguyên đại thành như vậy có thể khiến cho ngũ chỉ của ta đầy đủ, có thể mở ra không môn, chính thức trở thành tu sĩ bước thứ ba. Tới lúc đó ta quá mạnh, mạnh hơn rất là nhiều. Vương Lâm nắm chặt bàn tay lại. Sinh tử nhân quả thật giả, ba đạo bổn nguyên này làm sao có thể đại thành? Trước kia thì ta đã từng phân tích, lúc này vẫn còn thiếu một chút nữa mới có thể nắm bắt được. Nếu ta có thể có mấy đạo quả nữa thì là tốt hơn nhiều rồi. Trong khi trầm ngâm thì Vương Lâm nghe thấy tiếng gầm thét bên tai yếu dần. Hắc viên kia không thể chịu nổi tiếng gầm thét liên tục không ngừng này, tiếng gầm khàn khàn, ánh mắt nhìn người điên tràn ngập vẻ khiếp hãi. Sau đó hắc viên bịch một bịch lùi lại phía sau mấy bước, nhìn Vương Lâm đầy vẻ cầu khẩn. Về phía người điên thì vẻ mặt hắn đắc ý ngày càng đậm, dù là có hơi uể oải, giọng gào vẫn khàn khàn, nhưng mà thần sắc hưng phấn không thôi. Hai tay hắn hung hăng đấm thùng thụp vào ngực, khàn khàn cười to và nói: "Sướng, bổn vương gào thét, ngay cả ca ca ta cũng phải sợ nữa là. Ai chẳng biết giọng của bổn vương là tốt nhất, tiếng hét là lớn nhất. Cái con khỉ đốm này mà cũng dám so tài gầm thét với cả bổn vương sao? Đến đây đi, hai ta so tiếng giống một lúc nữa, rồi ta sẽ biểu diễn thần thông cho ngươi xem. Thần thông này của bổn vương, ngươi thấy sao?" Người điên vừa thở hổn hển, vừa giơ tay phải lên điểm lên bầu trời. Lập tức trên bầu trời của tu chân tinh này liền có một đám ánh sáng mờ ảo lóe lên, chậm rãi ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ. Bàn tay này tỏa ra một sự uy nghiêm mênh mông, vân tay có thể thấy rõ, hóa thành một trường ấn khổng lồ từ trên bầu trời giáng xuống. Dịch linh ấn. Hai mắt Vương Lâm sững lại, thần sắc biến đổi. Hắn không thể ngờ được là người điên này lại có thể thi triển đạo thuật này, hơn nữa còn vô cùng chính tông. Nhìn chằm chằm vào dịch linh ấn đang sáng xuống, nội tâm Vương Lâm cực kỳ chấn động. Đây là một cơ may lớn lao sau huyết mạch của tiên nhân mà người điên đã đem lại cho hắn. Nghĩ như vậy, Vương Lâm hai mắt ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào trường ấn che trời xuất hiện ở trên đầu. Trường ấn này giống như là biến ảo ra từ bầu trời, bốn phía xung quanh còn có tầng tầng lớp lớp sóng gợn. Vân tay bên trên lòng bàn tay hiện ra rất là rõ ràng, toàn nhìn trông giống như là một bàn tay thật chứ không phải là hư ảo. Trường ấn này rất giống với cả dịch linh ấn mà Vương Lâm đã học được, nhưng lại có một chút bất đồng nhỏ. Dịch linh ấn của Vương Lâm chỉ là một bàn tay khổng lồ, không có vân tay rõ ràng như thế này. Hơn nữa sau khi nó xuất hiện liền tự động hấp thu thiên địa lực, khiến cho bản thân trở nên vô cùng khổng lồ, ẩn chứa pháp thuật kinh thiên nhưng mà cũng không dễ điều khiển. Mà dịch linh ấn càng lúc càng lớn thì thiên địa lực nó hấp thụ sẽ càng ngày càng nhiều, cuối cùng sẽ thoát khỏi khả năng khống chế. Vương Lâm hiểu rõ điểm này chính là bởi vì hắn không phải đã đạt được truyền thừa dịch linh ấn có liên quan tới sự minh ngộ của bản thân, nhất là sau khi thủy đạo tử thi triển ra hiển nhiên không có khuyết điểm này. Nhưng dù là dịch linh ấn mà thủy đạo tử thi triển ra thì vân tay trên lòng bàn tay cũng còn xa thì mới rõ ràng như là bàn tay do người này thi triển ra. Hơn nữa bên cạnh bàn tay này còn có một đám gợn sóng quỷ dị. Gợn sóng này thoạt nhìn giống như là thuật mạnh nhất của huyền vũ tộc vậy, lực chấn động. Theo quan sát, thần sắc Vương Lâm cực kỳ nghiêm túc. Hắn nhìn dịch linh ấn kia ầm ầm đánh tới, trực tiếp rơi xuống mặt đất. Mặt đất chấn động, một luồng sóng gợn quần quận bốc lên,
khuếch tán về bốn phương tám hướng, khiến cho phạm vi vô tận bị bao phủ trong sương mù. Vương Lâm ở dưới trường ấn nọ, cảm nhận trường ấn rơi trên người, hai mắt lộ vẻ đang suy tính. Hắn không ngừng nghiền ngẫm biến hóa và cách vận dụng của thuật này. Dịch linh ấn này hay thật đấy. Chấn động bên ngoài trường ấn giống như là nô dịch thiên địa. Nô dịch thiên địa nguyên lực hóa thành trường ấn, hay có thể nói là nô dịch thiên địa lực hóa thành một linh hồn. Linh hồn bị tiên lực tràn vào liền trở thành dịch linh ấn. Chẳng qua ở phương diện này thì còn có chút chi tiết chưa rõ ràng, cần có được khẩu quyết truyền thừa tuyệt mật của dịch linh ấn này nữa. Vương Lâm liếm liếm môi, đôi mắt lộ ra tinh quang. Đám bụi tiêu tan, vẻ mặt người điên kia đầy đắc ý, ngửa mặt lên trời cười ha hà. Thế nào, thấy thế nào, thần thông của bổn vương có lợi hại hay không? Trong tiếng cười điên cuồng, người điên này có vẻ như đang không để tí gì tới đôi mắt đang thèm thuồng của Vương Lâm. Ánh mắt lộ ra vẻ vô cùng trông đợi. Vương Lâm cười. Hắn nhìn người điên này, vẻ tươi cười trên mặt càng đậm. Thấy vẻ tươi cười của Vương Lâm, người điên trở nên nghi hoặc, cúi đầu nhìn thân thể của mình, gãi gãi đầu, không rõ đối phương rốt cuộc là đang cười cái gì. Thần thông này cũng khá đấy, nhưng mà thuật này ta còn biết thứ có uy lực mạnh hơn không ít đâu. Vương Lâm chậm rãi mở miệng, tiếng nói không nhanh không chậm. Ánh mắt người điên lộ vẻ khinh thường, chỉ vào Vương Lâm nhe răng nói. Sự lợi hại của thần thông của bổn vương đây, trừ ca ca ta ra thì không ai có thể sánh bằng được. Ngươi có phải là muốn học trộm hay không à? Bổn vương nói cho ngươi biết, thần thông đạo thuật của bổn vương, ca ca ta nói không thể truyền thụ cho ai cả đâu. Ngươi đừng có nằm mơ, đánh chết ta, ta cũng không dạy đâu. Năm đó người nào muốn học trộm của ta, kết quả bị ta nhìn ra thì... Bổn vương thông minh đấy, đừng có mong lừa được ta. Vương Lâm không thèm nói gì, tay phải giơ lên nhấn vào bầu trời một cái. Lập tức bầu trời ầm vang, một trường ấn mơ hồ xuất hiện. Trường ấn này sau khi xuất hiện lập tức điên cuồng hấp thu thiên địa nguyên lực bốn phía, dần dần rõ ràng lên hướng về phía trước ầm ầm đánh tới. Trong khi nó giáng xuống, một luồng uy áp lớn lao từ trên trời hạ xuống. Cuồng phong gào thét, mặt đất nổi sóng, phát ra tiếng răng rắc. Những vết nứt lớn nhanh chóng xuất hiện. Đầu tóc rối bời của người điên bị thổi tung bay, ánh mắt sững lại. Hắn ngơ ngác nhìn trường ấn kia ầm ầm đánh tới. Trong nháy mắt khi hạ xuống, hai mắt Vương Lâm liền lóe lên, tay phải điểm về phía trước, miệng thì thầm. Ngưng, ngưng, ngưng. Ba tiếng ngưng phát ra, trường ấn nọ liền nhanh chóng thu nhỏ lại. Nhưng mà trong quá trình nó thu nhỏ lại lại bộc phát ra dấu hiệu không yên, giống như muốn thoát khỏi sự khống chế của Vương Lâm. Cuối cùng ầm một tiếng, trường ấn liền đánh lên trên mặt đất. Tất cả tu chân tinh đều chấn động, người điên nọ liền bị chấn động của mặt đất làm cho rung chuyển. Một trường ấn rất là to lớn hiện ra rõ ràng trên mặt đất xa xa. Trường ấn nọ to tới mấy vạn trượng, từ xa nhìn lại giống như là một cái hố sâu. Người nếu có thể thi triển thần thông vừa rồi giống như ta, cũng đánh ra một cái hố như vậy, thì ta mới thừa nhận thần thông của ngươi là lợi hại đó. Lời nói của Vương Lâm thong thả, thần sắc lộ vẻ khinh miệt. Một chút khinh miệt này khiến hai mắt người điên đỏ bừng bừng. Hắn giống như phát điên vậy, hai tay vung vung vẩy vẩy, không ngừng đấm ngực, phát ra tiếng gầm nhẹ. Đây là động tác hắn học được của con ao vượn. Hắn thấy động tác này rất là có khí phách. Bổn vương mới là lợi hại nhất. Người đợi đó. Người điên này bừng bừng tức giận, đi về phía trước trực tiếp trổ ra thần thông. Tay phải giơ lên điểm một cái lên không, nhanh chóng hô to. Một trường ấn khổng lồ xuất hiện. Hắn vung tay phải lên, trường ấn liền ầm ầm đánh lên trên mặt đất, cũng làm bốc lên rất nhiều bụi đất, để lại một dấu vết nhợt nhạt trên mặt đất. Người điên sửng sốt. Sau khi nhìn thấy dấu vết nhợt nhạt kia, rồi lại nhìn thấy hố sâu do Vương Lâm đánh ra, hai mắt lộ vẻ điên cuồng. Tiếng hô càng thêm kịch liệt hơn, lại một lần nữa thi triển ra dịch linh ấn ầm ầm đánh xuống. Vương Lâm ở bên cạnh tập trung toàn bộ tinh thần, hai mắt nhanh chóng lóe lên, điên cuồng tính toán. Hắn muốn ghi tạc lại toàn bộ chi tiết của dịch linh ấn này. Giờ phút này hồn phách quên hết mọi việc, trong mắt chỉ còn lại một động tác thi triển dịch linh ấn của người điên này mà thôi. Loại cơ hội có người ở trước mặt hắn không ngừng thi triển một loại thần thông này, dù là sư đồ cũng sợ rằng rất khó gặp được. Sau nửa canh giờ, người điên họ liên tục thi triển mấy chục lần dịch linh ấn. Dấu ấn đánh lên trên mặt đất có sâu hơn một chút, nhưng so với cả cái vực mà Vương Lâm tạo ra thì quả thật là không so sánh bằng nổi. Lúc này người điên thở hồng hộc,
liên tục thi triển ra thần thông này khiến hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Đang muốn bỏ cuộc thì lại nhìn lén Vương Lâm phía sau, thấy trên mặt Vương Lâm lộ ra một nụ cười trào phúng và khinh miệt. Vừa nhìn thấy như vậy, người điên này liền nổi giận. Con bà nhà nó, bổn vương không tin được, không thể tin được. Hắn gầm nhẹ một tiếng, dường như là quên hết việc ề oài, điên cuồng triển khai dịch linh ấn, không ngừng mà oanh kích trên mặt đất. Một canh giờ, hai canh giờ rồi ba canh giờ, mỗi lần hắn định bỏ cuộc thì đều nhìn thấy gương mặt có hiện vẻ khinh miệt của Vương Lâm. Thì ánh mắt này của hắn không thể nhịn nổi. Cái loại ánh mắt này của Vương Lâm hắn không thể nhịn nổi. Hai mắt Vương Lâm thì tràn ngập tơ máu, ở bên cạnh quan sát kỹ càng, rồi lại còn vừa giơ tay phải về phía trước mà vung vẩy, dùng ngộ tính kinh người của mình để nhanh chóng nghiền ngẫm suy diễn. Cho tới 6 canh giờ sau, người điên đã đánh ra mấy trăm lần dịch linh ấn, cả người vã đầy mồ hôi, không ngừng lè lưỡi, mệt mỏi tới mức ngay cả thở cũng chẳng kịp. Con bà nhà nó, mệt mỏi quá rồi, ông đấy không chơi nữa. Gió không bằng thì không bằng chứ gì, có gì mà lạ, bổn vương muốn đi ngủ rồi. Hắn thì thầm đang muốn bỏ cuộc, treo tiềm thức quay đầu lại nhìn Vương Lâm một cái, đột nhiên cả người hắn sững lại. Hắn thấy trên mặt Vương Lâm hiện lên một vẻ khiếp sợ. Đúng là một tia khiếp sợ này khiến cho hắn vốn đang định bỏ cuộc đột nhiên hưng phấn hẳn lên, ngửa mặt lên trời gầm thét, hai tay lại hung hăng đấm ngực. Nếu như Vương Lâm vẫn khinh miệt như cũ thì lúc này nhất định người điên sẽ không thèm để ý nữa. Hắn cảm thấy quá mệt mỏi rồi, nhưng mà trên mặt Vương Lâm lại lộ ra vẻ khiếp sợ, khiến cho hắn thêm tin tưởng. Cái thằng nhãi này cuối cùng cũng không khinh miệt mình nữa. Được, bổn vương sẽ tiếp tục cho anh thấy bổn vương lợi hại ra sao. Người điên này hưng phấn xoay người tiếp tục oanh kích. Hai mắt Vương Lâm lóe lên, rất nhanh chóng tiếp tục tính toán. Thời gian trôi qua, dần dần trong hai mắt hắn hiện ra một trường ấn rõ ràng. Trường ấn này giống như là khắc sâu vào trong trí não, chậm rãi trở nên đậm nét. 4 canh giờ, 5 canh giờ, cho tới 7 canh giờ trôi qua, tiếng hô của người điên kia đã khàn khàn, hai mắt đỏ bừng, trong tiếng gào thét đánh ra một đạo dịch linh ấn cuối cùng. Mặt đất ầm 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 vang. Rốt cuộc sau 7 canh giờ đã xuất hiện một cái hố sâu không khác gì so với trường ấn của Vương Lâm. Làm xong việc này, người điên liền đan ra thở hổn hển, vẻ mặt uể oải tới cực điểm, nhưng mà vẫn hung hăng khàn khàn kêu với cả Vương Lâm. Sao? Thế nào? Thần thông của bổn vương có phải là lợi hại nhất hay không hả? Thần sắc Vương Lâm lộ vẻ rung động, chậm rãi mở miệng. Ta phải đích thân kiểm tra một chút thì mới biết được. Kiểm tra đi, bổn vương chờ đợi người đó, nhanh lên. Ánh mắt người điên lộ ra vẻ khinh thường, nhưng mà không lấn át được vẻ đắc ý trên mặt hắn. Sự rung động của Vương Lâm làm cho hắn cực kỳ thỏa mãn, tự hồ mọi uể oải đều không là gì hết. Vương Lâm đứng dậy, đầy vẻ ngưng trọng từng bước bước tới, đi tới bên ngoài cái hố sâu do dịch linh ấn của người điên tạo nên, quan sát thật là lâu. Trong lúc đó, người điên dường như đang nghỉ ngơi, nhưng thực ra thì hai mắt lại không ngừng nhìn chằm chằm vào vẻ mặt của Vương Lâm, muốn thấy hắn rung động nhiều hơn nữa. Nhưng dần dần thì người điên mơ hồ cảm thấy không ổn. Thần sắc Vương Lâm có vẻ là rung động, nhưng cái vẻ mặt này chậm rãi biến mất, trở nên bình tĩnh. Sau đó vẻ mặt khinh miệt của hắn lại vô cùng kích động, không ngờ lại xuất hiện một lần nữa. Thấy vẻ khinh miệt của Vương Lâm, người điên nổi trận lôi đình, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, cắn chặt hàm răng. Không thể ngờ ngươi lại âm hiểm như vậy. Rõ ràng thần thông không thể hơn ta mà lại âm thầm giở trò. Vương Lâm vừa lắc đầu vừa lộ vẻ vô cùng khinh thường, xoay người trở về, chẳng thèm liếc nhìn người điên một cái. Người điên kia sửng sốt một chút, sắc mặt đỏ bừng, trực tiếp vọt tới trước người Vương Lâm hét lớn. Ta không làm, bổn vương không có giở trò. Thần thông của ngươi dùng trong mấy canh giờ và thần thông của ngươi dùng lần đầu tiên vốn không phải là một. Ngươi đừng hòng gạt ta. Vương Lâm mở đôi mắt lạnh lùng mà nói. Người vu vạ cho ta, khốn nạn. Bổn vương rõ ràng chỉ dùng một loại thần thông, tuyệt đối không sai. Người nhìn kỹ lại đi, nhìn kỹ đi, xem lần nữa đi. Bổn vương không có lừa ngươi mà. Người điên kia có vẻ rất là nóng ruột, thậm chí trong mắt mơ hồ có nước mắt. Hắn cảm thấy rất là oan khuất, vô cùng oan khuất. Bản thân khổ sở lắm, mất mấy canh giờ mới vất vả làm ra được một chuyện như thế này, mà lại bị người ta nói là lừa gạt. Ta đã xem kỹ rồi, không phải là một. Vô Lâm nói như chém đinh đặt sắt, lạnh lùng nhìn người điên, trong mắt ngoài sự khinh miệt còn có một chút tiếc thương. Một chút thương tiếc này khiến cho nước mắt ở trong mắt người điên càng đậm, cuối cùng hắn òa lên một cái liền khóc giống. Hắn bật khóc khiến cho trong lòng Vương Lâm dâng lên một cảm giác tội lỗi. Hắn cảm thấy mình giống như là một người lớn lại đi lừa gạt mất món đồ chơi trong tay của một đứa trẻ con vậy.
Thôi bỏ đi vậy. Ta và người này ở trong thế giới của U Minh Thú mới gặp được nhau. Hắn lại còn cho ta cơ hội có được tiên huyết. Giờ ta lại dùng cách này có được thần thông thì cuối cùng cũng không ra gì. Người này chắc chắn là trước kia đã gặp phải một chuyện gì rất là khủng khiếp. Cả đời Vương Lâm ta ân oán phân minh, hôm nay sẽ lập lời thề, chuyện sau này của hắn là chuyện của Vương Lâm ta. Vương Lâm nhìn người điên trước mắt, sâu trong đáy mắt xuất hiện một vẻ nhu hòa. Bổn vương không có nói dối, bổn vương rõ ràng là thi triển cùng một loại thần thông mà. Thần thông này gọi là dịch linh ấn, là do ca ca của ta đoạt được từ trên tiên tôn, truyền thụ cho ta đó. Người điên này rất lâu không rửa mặt, nước mắt chảy xuống liền tạo thành hai dòng bùn đất. Hắn lau đi nước mắt đầy vẻ oan ức giống to với cả Vương Lâm. Nếu như là ngươi không tin thì ta sẽ nói khẩu quyết này cho ngươi. Bổn vương từ bé đã không biết nói dối. Ca ca ta nói, nếu ta nói dối hắn sẽ đánh ta đó. Người điên lúc này cảm thấy oan ức tới cực điểm, vừa gào khóc vừa không thèm nghĩ ngợi chút nào nữa, nói ra toàn bộ khẩu quyết của dịch linh ấn. Người xem đi, chính là khẩu quyết này đó. Ngươi thử tu luyện một chút đi, rồi thi triển ra xem. Bản thân ngươi xem ta có lừa gạt ngươi hay không. Rõ ràng là ta khổ sở lắm mới thắng được ngươi. Ngươi đúng là quả thật người xấu xa. Ta không chơi với ngươi nữa, không chơi nữa. Người điên vừa giận dữ vừa tủi thân, trực tiếp ngồi bệt xuống một bên thở hổn hển, cố ý không thèm nhìn Vương Lâm nữa. Tim Vương Lâm đập thình thịch. Khẩu quyết vừa rồi hắn đã hoàn toàn nhớ kỹ, lập tức khiến cho toàn bộ những điều vướng mắc từ trước tới giờ hoàn toàn được giải đáp. Hắn giơ tay phải lên bầu trời điểm một chỉ. Trong tiếng ầm vang, một dịch linh ấn cực kỳ chính tông hiện ra, giáng xuống, không giáng xuống, nhưng lại có một luồng uy áp mênh mông điên cuồng khuếch tán ra khắp trong thiên địa. Ngẩng đầu nhìn dịch linh ấn nọ, đồng tử trong hai mắt Vương Lâm co rụt lại, trong nội tâm tràn đầy một sự hưng phấn. Với tu vi của hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, dịch linh ấn này chính thức không phải là thần thông mà nó là một loại đạo thuật. Đây là một loại đạo thuật mà uy lực cường đại đạt tới mức có thể hủy thiên diệt địa. Một trường ấn này có thể khiến cho thực lực Vương Lâm thông qua một loại biến hóa kỳ dị trong một thời gian ngắn tăng mạnh. Mà trọng yếu nhất chính là dịch linh ấn này không chỉ là một trường, mà bên trong còn ẩn chứa ba luồng khí tức. Nếu thi triển ra toàn bộ, phối hợp với cả tu vi trọn vẹn có thể hóa thành ba trường đồng thời đánh xuống, giết sạch cả thể, thần và hồn. Thủy đạo tử khi mà thi triển dịch linh ấn chỉ đánh tan thân thể mà thôi. Hôm nay ta học được mới chính chân chính là dịch linh ấn thật sự. Vô Lâm hít một hơi thật là sâu, nhớ kỹ dịch linh ấn này rồi ánh mắt liền hướng về phía người điên kia. Trong mắt hắn, người điên này giống như là mang theo cả một kho báu, tùy thời đều có thể tuôn ra một chút. Thôi được rồi, đừng khóc nữa. Ta thừa nhận là thần thông này đúng là thật rất là lợi hại. Vừa rồi ta đã trách oan ngươi rồi. Vô Lâm mang theo một vẻ xin lỗi, trong mắt ẩn chứa một vẻ nhu hòa, đứng dậy, ôm quyền hướng về phía người điên. Người điên kia hừ nhẹ một tiếng, quay đầu không thèm nhìn Vương Lâm. Vương Lâm cười khổ, vừa trầm ngâm vừa tung tay phải về phía trước. Lập tức có mấy hạt đan dược hắn lấy ra. Đám đan dược này đã được hắn lựa chọn, hầu hết đều rất là thơm, vừa xuất hiện liền tỏa ra mùi thơm ngào ngạt. Cánh mũi người điên phập phồng, theo tiềm thức hít hà vài cái, liếm liếm môi, cố gắng không quay lại, nhưng mà hai tròng mắt lại liếc liếc qua lại. Cái chút đan dược này thì đã là gì chứ? Đan dược mà Tiểu Hồng đem cho bổn vương năm đó, dù là thứ kém cỏi nhất thì cũng tốt hơn thế này nhiều. Vẻ mặt Vương Lâm như cười như không, tay phải bóc một viên đan dược, nhẹ nhàng dùng lực một chút, bụp một tiếng, đan dược này liền vỡ tan, mùi thơm liền tỏa ra dày đặc. Người điên cố kìm nén ham muốn, nhưng bụng lại rất là phát ra tiếng kêu uồng ực. Hắn rất lâu rồi không được ăn đan dược, giờ phút này đã hơi không nhịn nổi rồi. Những đan dược này coi như là ta bồi thường vì vừa nãy trách oan ngươi, được không? Giọng Vương Lâm êm ái, chậm rãi vung đám đan dược lên. Đám đan dược này liền bay thẳng về phía người điên, lơ lửng ở trước mặt hắn. Người điên nuốt nước bọt ừng ực, xoay người nhìn chằm chằm vào đám đan dược này, rất là khinh thường nói: mấy cái thứ này, năm đó bổn vương có nhìn thấy cũng chẳng thèm nhìn đâu. Chỉ là toàn những thứ phế thải. Thực sự là phế thải mà. Nhưng mà thôi, nếu tên nhóc nhà ngươi đã hiến cho bổn vương thì ta đành chấp nhận vậy. Hắn vừa nói, hai tay liền nhanh chóng xòe ra bắt lấy mấy viên đan dược kia, hai mắt lóe sáng, trực tiếp ném toàn bộ vào trong miệng, chóp chép mấy cái đã nuốt sạch. Trên mặt Vương Lâm lộ ra nụ cười, ôm quyền nói: thần thông của các hạ đích thật là kinh người, nhưng mà không biết có phải là chỉ có một loại hay không vậy. Người điên này đang đắc ý đột nhiên lộ vẻ cảnh giác, quay đầu lại nhìn chằm chằm Vương Lâm. À,
Lời này như là trước thì rõ ràng là ta đã từng nghe ai đó nói qua rồi. Tiểu Hồng, là ai đã nói những lời này nhỉ? Mà thôi quên mất rồi. Nhưng mà bổn vương nhớ rõ là mục đích của người nói những lời này là muốn lừa điểm học thần thông đạo thuật của ta. Quên đi quên đi, bổn vương là người thông minh, làm sao có thể bị mắc lừa được chứ. Người đừng có mơ mà có thể học đạo trộm đạo thuật của ta. Ta dù có chết đi nữa cũng tuyệt đối không nói cho ngươi dù chỉ là một khẩu quyết thần thông đâu. Người điên ngẩng đầu trong tiếng hừ lạnh lại khiến cho người ta có một cảm giác cao cao tại thượng. Đạo thuật học nhiều quá cũng là một chuyện phiền phức, chẳng còn cách nào. Ai bảo thiên tư bổn vương quá cao rồi. Nhưng mà thấy ngươi cung kính như vậy, thôi thì ta liền thể hiện một chút cho ngươi thấy vậy. Nhưng mà ngươi cũng đừng mong là ta sẽ dạy cho ngươi, không có cửa đâu nhá. Người điên này vừa nói vừa đứng dậy, giãn hai tay, đắc ý giơ tay phải lên vung về phía trước. Đột nhiên bầu trời tối sầm lại, một biển lửa đỏ rực gào thét tràn tới. Một chiếc ô khổng lồ lập tức hiện hóa mà ra. Chiếc ô này như lấy trời làm tán, bên dưới ô có biển lửa vô tận ngưng tụ, hóa thành một cán ô khổng lồ. Một luồng lửa diệt thế tràn ngập bốn phương tám hướng, đột nhiên hình thành chín ngọn lửa hình ô. Ngọn lửa đó thiêu đốt, bên trong ẩn chứa một luồng khí tức kinh khủng không cách nào hình dung nổi. Đồng tử trong hai mắt Vương Lâm co rụt lại. Hắn đã nhận ra thuật này giống với cả thuật phần giới cổ tán mà mình đã học. Nhưng điểm bất đồng chính là thần thông đạo thuật mà hắn nắm được phải mở ô. Còn đạo thuật của người điên này thì vừa thi triển ra đã xuất hiện ô được mở ra luôn rồi. Nhìn có vẻ là tương tự nhưng thực tế thì sự chênh lệch giữa hai đạo thuật như trời với đất. Thế nào, bổn vương lợi hại không? Nếu ô này đóng lại thì uy lực cực lớn đó. Người điên vung tay phải lên, chiếc ô nọ liền vô thanh vô tức tiêu tán ở trên không trung. Mà ta chẳng dạy cho ngươi đâu, ngươi có thể nhìn ra nhưng mà chẳng thể học nổi đâu. Bổn vương còn có thuật này, đây ngươi xem thử đi. Người điên trong lúc đắc ý hai tay giơ lên bắt quyết vườn trước người, không ngờ lại tạo thành thế như là dương cung bắn tên. Nếu lúc này trong tay hắn có cung tên thì trông sẽ y hệt như là Lý Quang, Lý Quảng mà Vương Lâm đã nhìn thấy năm đó. Một luồng khí sắc bén như là mũi tên từ trên tay người điên này điên cuồng bộc phát mà ra, giống như chỉ cần buông tay là lập tức thiên địa sẽ bị một mũi tên bắn nát. Bổn vương còn có nhiều hơn nữa cơ, đây thì đã tính là cái gì? Người điên giống như là hăng hái, sau khi mà thấy thần sắc ngưng trọng của Vương Lâm thì lại càng thêm đắc ý, há mồm gầm lên một lần nữa, sau đó hai tay buông ra. Mũi tên kinh thiên kia làm tan biến, đồng thời hai tay hắn bắt quyết vung mạnh lên bầu trời. Bầu trời chấn động, chỉ thấy đột nhiên ánh sáng bảy màu, xích chanh hoàng lục thanh lam tím biến ảo hiện ra. Ánh sáng bảy màu này nhanh chóng ngưng tụ, không ngờ hóa thành một cây thương bảy màu. Cây thương bảy màu này hiện ra khiến cho thiên địa chấn động kinh hồn. Mũi thương di động điền có tiếng ầm ầm vang dội, giống như muốn xé tan cả tinh không vậy. Nhất là từ mũi thương lại truyền ra từng đợt ánh sáng bảy màu, khiến cho Vương Lâm dựng cả tóc gáy, trong phút chốc đã toát đầy mồ hôi lạnh đầm đìa. Ánh sáng bảy màu này ẩn chứa một lực lượng tâm tình, vừa xuất hiện đã giống như là có thể ảnh hưởng tới tất cả những người chứng kiến. Điểm này giống như là hư hòa, nhưng dưới cảm nhận của Vương Lâm thì nó còn vượt rất xa hư hòa. Người điên cười dài, buông tay ra, bầu trời liền khôi phục lại như bình thường. Khuôn mặt hắn lộ vẻ phấn chấn, cười hăng hắc mà nói: "Thế nào thế nào, bổn vương quá lợi hại có phải không? Ngươi muốn học hay không? Muốn hay không? Bổn vương nói cho ngươi biết, ngươi muốn học thần thông đạo thuật của bổn vương thì nhiều lắm. Bổn vương có người nào mà chưa từng thấy dã tâm chứ? Không ai có thể lừa được ta đâu, đánh chết ta cũng không dạy đâu. Ngươi muốn học cũng vô dụng thôi, bổn vương cũng chẳng còn cách nào. Thật là đáng thương quá." Người điên lắc đầu, thần thái càng lộ ra vẻ đắc ý. "Để ta ngẫm xem ngươi sẽ trả lời như thế nào nào. À, chắc là sẽ trả lời là không muốn học chứ gì." Sau đó tỏ ra vẻ lạnh lùng, muốn dụ dỗ sự hứng thú của ta. Kết quả là ngươi chắc đoán ra kết quả rồi chứ gì. Chết cười mất thôi. Người điên này ôm bụng cười ha ha. "Nhưng mà nếu ngươi trả lời là muốn học thì sao chứ? Thì bổn vương sẽ nghiêm khắc cự tuyệt." "Tiểu nương tử à, bổn vương rất là nghiêm khắc đó. Ngươi đừng có dùng sắc để dụ dỗ, vô dụng thôi." Người điên này bắt đầu làm nhảm không ngừng, càng nói lại càng hưng phấn. Nhìn người điên nọ, Vương Lâm chậm rãi mỉm cười.
Ta nhớ rõ ràng rằng trong tâm trí của U Minh Thú, người này năm đó không nhận ra con thú này, mà năm đó hắn bị U Minh Thú dọa có vẻ rất là sợ hãi thì phải. Nụ cười trên khóe miệng Vương Lâm càng ngày càng đậm. Vương Lâm nghĩ, người điên nọ bị Vương Lâm nhìn chằm chằm, thấy nụ cười của Vương Lâm thì trong lòng mơ hồ có một cảm giác không ổn. Hắn nhớ mang máng là vừa rồi hình như đối phương cũng mỉm cười nhìn mình. Cuối cùng mình phải thi triển ra dịch linh ấn mấy canh giờ, mệt mỏi thở tới không nổi. Đúng vào lúc này đột nhiên thì cả tu chân tinh ầm ầm chấn động, mưa bụi lất phất trên bầu trời giống như có gió lốc nổi lên. Trong tiếng ầm vang, bầu trời như là bị xé rách. Một hư ảnh khổng lồ mơ hồ hiện hóa ra trên bầu trời. Hư ảnh này vô cùng to lớn, trông giống như là một con cá voi. Trên mặt còn có hai sợi râu rất là dài, không ngừng vung vẩy. Đây chính là U Minh Thú. Nó đã cảm nhận được lời gọi của Vương Lâm, ở trong thế giới bên trong cơ thể liền hiện hóa ra hồn ảnh của nó. Trong nháy mắt khi nó xuất hiện, cái vẻ đắc ý trên mặt người điên kia lập tức sụp đổ. Đồng tử trong hai mắt co rụt lại, thân thể run rẩy kịch liệt, phát ra một tiếng kêu thê lương. Không ngờ ngươi lại đuổi ta tới đây. Ngươi không ngờ lại không thể buông tha cho ta. Ta không ăn được đâu, thật sự là không ăn được mà. Đừng có lại đây.